Thưa quý vị và các bạn, tuyệt thực, một trong những chiêu trò vốn không còn xa lạ của các đối tượng chống đối trong quá trình thụ án tại trại giam. Khi còn chưa dính vào vòng lao lý, họ là những kẻ tích cực tham gia các hoạt động kích động, chống đối, xuyên tạc, bôi nhọ chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Đến khi đối mặt với bản án thì kiếm cớ tuyệt thực, vu khống cán bộ, phao tin bịa đặt nhằm kích động các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, tạo cớ cho sự can thiệp của nước ngoài vào Việt Nam. Và một lần nữa, sự thật lại được bóc trần trước thông tin Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực tại trại giam số 6, tỉnh Nghệ An. Trở lại thời điểm cuối tháng 5 đến giữa tháng 6 năm 2013, tại trại giam số 5, tỉnh Thanh Hóa. Lúc này, cụ Huy Hà Vũ đang thụ án về tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thời điểm đó, trên các trang mạng xã hội và đài báo nước ngoài liên tiếp xuất hiện các đơn thư, tâm thư cho rằng Vũ đang tuyệt thực đến ngày thứ 20, bị đe dọa về tính mạng và sức khỏe, đồng thời đưa ra các yêu cầu phi lý đối với Bộ Công an Việt Nam. Mặt khác, chính cụ Huy Hà Vũ đã viết nhiều đơn tố cáo cán bộ trại giam số 5 không thực hiện các yêu cầu hợp pháp và chính đáng của ông ta, đồng thời đang có hành vi xâm phạm đến thân thể và tính mạng của mình. Nhưng trên thực tế, khu vực giam giữ cụ Huy Hà Vũ giống như một căn hộ thu nhỏ gần 40m2 với tiện nghi như tivi, quạt điện, giá sách, bếp nấu, buồng vệ sinh, v.v. Đồ ăn của Vũ do trại cấp và gia đình đưa vào, toàn loại bổ dưỡng, giàu chất dinh dưỡng. Và qua những hình ảnh do ANTV ghi lại vào các ngày 14, 15, 16 tháng 3 năm 2013, người xem đã thấy rõ Vũ được chăm sóc rất tốt, khỏe mạnh hơn cả người bình thường. Tuyệt thực không ăn, uống không uống chết, chết luôn, đùa. Tuyệt thực là không ăn. Tuyệt thực là người công an không uống. Không uống. Cho tuyệt thực và vu khống của Vũ và đồng bọn khiến chính các đối tượng chống đối trong và ngoài nước tức giận vì đã bị lừa dối. Ngay sau khi ANTV phát sóng phóng sự vạch mặt sự giả trá của cụ Huy Hà Vũ, vở kịch lại được tái diễn bởi Hải Điếu Cày, tức Nguyễn Văn Hải, với thông tin bịa đặt 36 ngày tuyệt thực. Hải vốn bị tuyên án 12 năm tù và 5 năm quản chế vì tội tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, chấp hành án tại trại giam số 6, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An. Thông tin blogger Điếu Cày tuyệt thực xuất hiện trên một số trang mạng xã hội từ ngày 24 tháng 6 đến ngày 30 tháng 7 năm 2013. Nhưng sự thật là ông ta vẫn nhận đủ và sử dụng hàng ngày đồ ăn thức uống do gia đình gửi vào gồm hàng chục gói cháo gà, hàng kg ruốc bông, mực khô, hàng trăm gói cà phê sữa hòa tan, sữa ông thọ, dưa leo chanh, v.v. cùng đầy đủ các khẩu phần ăn tại trại giam số 6 như mọi phạm nhân khác. Các phiếu khám sức khỏe định kỳ có chữ ký của Hải chứng minh sức khỏe của ông ta tại thời điểm đó hoàn toàn bình thường. Tấn trò tuyệt thực lại tiếp tục được Trần Huy Duy Thức và các đối tượng chống đối diễn lại từ giữa tháng 8, tháng 9 năm 2018. Thức bị tuyên phạt 16 năm tù vì tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, thụ án tại trại giam số 6, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, cùng trại giam với Hải Điếu Cày. Thời gian gần đây, trên các trang mạng xã hội, đài báo nước ngoài xuất hiện nhan nhản thông tin Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực tới 34 ngày. Báo động về tính mạng ông Trần Huỳnh Duy Thức, hàng chục người tham gia đồng hành tuyệt thực với Trần Huỳnh Duy Thức, v.v. Thời điểm mà các trang mạng xã hội, báo đài nước ngoài phao tin Thức tuyệt thực bắt đầu, kể từ ngày 13 tháng 8 năm 2018 đến ngày 16 tháng 9 năm 2018. Nhưng sự thật thì ông Thức có tuyệt thực không? Đây là danh mục đồ ăn, thức uống mà ông Thức sử dụng đều đặn trong toàn bộ khoảng thời gian đó. Ngày 13 tháng 8 năm 2018, bảng đăng ký hàng ăn mặn ngọt, căng tin K1 trại giam số 6. Họ tên Trần Huỳnh Duy Thức. Đặt hàng mặn 4 lạng thịt rang. Thành tiền 80, tức 80.000 đồng. Số tiền dư 8.949.000 đồng. Có chữ ký rõ ràng của Thức ở cột phạm nhân ký nhận. Ngày 14 tháng 8 năm 2018, Trần Huỳnh Duy Thức 0,5 kg cá biển kho, 1 chai tương ớt, 0,5 kg cà chua. Thành tiền 60.000 đồng. Số tiền dư 8.889.000 đồng. Ngày 16 tháng 8 năm 2018,
2 hộp cà phê G7, 100.000 đồng. Ngày 25 tháng 8, 3 hộp cà phê G7, 150.000 đồng. Ngày 29 tháng 8, 2 kg đường, 40.000 đồng. Ngày 4 tháng 9 năm 2018, tại bản kê khai đồ, quà thân nhân gửi cho phạm nhân qua đường bưu điện, vợ phạm nhân là Lê Đính Kim Thoa, sinh năm 1966, gửi cho phạm nhân Trần Huỳnh Duy Thức số lượng quà có trọng lượng 3,95 kg, trong đó có một hộp sữa hộp Ensure, một túi giúp bông, thư ký nhận và còn có cả chữ ký phạm nhân chứng kiến. Ngày 5 tháng 9 năm 2018, 2 hộp cà phê G7, 1 hộp cà phê Wake Up. Ngày 16 tháng 9, chị gái Thức là Trần Thị Thu Liên, sinh năm 1963, tiếp tục gửi 5kg các đồ ăn uống bổ dưỡng gồm sâm ngâm mật ong, kẹo bánh các loại, sữa đặc, phô mai, canh rong biển, cháo sen. Ngày 17 tháng 9, Thức mua tại căng tin trại giam 2 lạng hành hoa, 0,5 kg cà chua, 1 chai xì dầu, 5 gói mì tôm Omachi, 5 gói miến Phú Hương, 5 gói mì Hào Hảo, 0,5 kg dưa chuột, 0,5 kg chanh. Thức ký nhận đầy đủ. Còn đây là những hình ảnh trong khoảng thời gian mà các trang mạng xã hội và báo đài nước ngoài cho rằng Thức đang tuyệt thực, đang nguy hiểm đến tính mạng. Trái ngược với hàng loạt thông tin nóng, bóp méo trên mạng xã hội, Thức vẫn bình thản sinh hoạt, giải trí như mọi ngày và chắc chắn không thể không ăn, không uống. Không chỉ ăn uống đầy đủ, Thức còn được chăm sóc chu đáo, tận tình về sức khỏe. Thiếu tá Đỗ Doãn Tình, bác sĩ của trại giam số 6, vẫn thường xuyên thăm hỏi, kiểm tra sức khỏe định kỳ đều đặn cho Thức. Điều hài hước là sau những thông tin về việc Thức tuyệt thực, tính mạng nguy hiểm, thì hiện tại Thức đã tăng lên những 4kg. Thể trạng trung bình mà nhịn ăn nhịn uống khoảng 3 bốn ngày thì sẽ dẫn đến tình trạng là rối loạn nước tiền giải, thiếu hụt chất dinh dưỡng, có thể nguy hiểm đến tính mạng. Từ cái thời điểm mà dư luận cho rằng anh Trần Huỳnh Duy Thức tuyệt thực nhiều ngày đấy, thì trong khoảng thời gian này tôi kiểm tra sức khỏe cho anh hàng ngày, thì tất cả các chỉ số sống như hô hấp, tim mạch, huyết áp đều ổn định. Và từ thời điểm đó đến nay thì anh Thức đã tăng lên đến 4kg. Qua những thông tin về sức khỏe mà chính Trần Huỳnh Duy Thức đã xác nhận ngày 1 tháng 11 năm 2018, thêm một lần nữa khẳng định rằng không thể có chuyện Thức tuyệt thực mà sức khỏe lại tốt như vậy. Tôi bạn bình thường này bao nhiêu? 72, 70. Hôm nay cũng vậy.
Thực ra thì khi chúng ta bắt giữ xử lý các cái đối tượng phản cách mạng, trong quá trình điều tra rồi truy tố xét xử gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là khi giam giữ hoặc là thụ hình tại các trại tạm giam do Bộ Công an quản lý thì họ rất nhiều chiêu trò. Trong đó một cái chiêu trò phổ thông hay gặp đó là tuyệt thực. Vì sao chúng ta gọi là chiêu trò? Chiêu trò thì bởi vì có mấy lý do thế này. Lý do thứ nhất là theo cái nghĩa thông thường ấy, nếu đã tuyệt thực thì có nghĩa là anh nhịn ăn, nhịn uống và không ăn một cái gì hết, không uống một cái gì hết. Và theo đó thì theo cái thời gian thì sức khỏe càng ngày càng giảm sút. Nhưng mà tại sao các cái đối tượng chúng ta giam giữ vẫn béo khỏe, tốt, rất minh mẫn? Điều đó cho thấy rằng là không phải là tuyệt thực. Đấy là một chiêu trò. Vấn đề thứ hai, họ bảo là tuyệt thực, sẽ có đúng không? Thì hoàn toàn không phải. Thực ra họ dựa một chiêu trò thế này này, tức là khi anh em quản lý trại giam đưa các khẩu phần ăn theo chế độ của họ vào cho họ ăn, nhưng họ không ăn. Nhưng mà họ lại ăn những ký tiếp tế bên ngoài của gia đình, tiền lưu ký, có nghĩa là không ăn của cán bộ quản giáo đưa đến, nhưng mà lại ăn rất nhiều trong cái việc là quà của gia đình và tiền lưu ký người ta gửi vào. Và chính từ cái trò đó cho nên sức khỏe vẫn rất tốt. Cho nên nó là tuyệt thực, cái thực chất về bản chất không phải là tuyệt thực. Không phải là tuyệt thực. Đấy chỉ là một chiêu trò để gây ra một cái áp lực đối với lực lượng công an và làm nói xấu thêm cái hình ảnh của chế độ mình thôi. Qua những hình ảnh bằng chứng xác thực của Trần Huỳnh Duy Thức tại trại giam số 6, rõ ràng một số thông tin trên mạng xã hội là thông tin bịa đặt, gây rối, hòng vu cáo, xuyên tạc chính sách giáo dục và cải tạo phạm nhân của Đảng Nhà nước ta nhằm kích động các hoạt động chống phá của các thế lực thù địch. Trò hề tuyệt thực cho thấy sự cố gắng một cách tuyệt vọng của một nhóm người đáng thương tự xưng nhà đấu tranh dân chủ, đồng thời là hồi chuông cảnh tỉnh cho những ai còn nhẹ dạ cả tin và vào hùa trước những thông tin không đúng với sự thật.